Kính chào quý vị và các bạn, ta sẽ cùng đề cập đến một vấn đề mà Ngọc Trang tin chắc rằng không nhiều người biết đến, đó chính là những sai lầm trong việc phát triển chiều cao cho trẻ em. Và vị khách mời sẽ cùng trò chuyện đến quý vị ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, nguyên giám đốc Trung tâm Khám và Tư vấn Dinh dưỡng thuộc Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Cảm ơn bác sĩ Lê Thị Hải đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, ước mơ có những đứa con cao lớn, khỏe mạnh và còn đẹp nữa là mong ước của rất nhiều các bậc cha mẹ, nhưng không phải ai cũng biết cách để giúp cho con mình phát triển chiều cao một cách tối đa. Vậy bác sĩ có thể đưa ra những sai lầm mà cha mẹ Việt Nam thường gặp phải trong vấn đề nuôi dạy con cũng như là phát triển chiều cao cho trẻ nhỏ? Xin chào Ngọc Trang, chào quý vị khán giả truyền hình. Đúng là làm cha mẹ thì tất cả chúng ta đều mong muốn là con mình sau này cao lớn, khỏe mạnh và thông minh. Và một đứa trẻ cao lớn, khỏe mạnh, thông minh thì nếu cháu được phát triển tốt như vậy thì không những cháu nó sau này sẽ giúp cho con của các bạn sẽ tự tin trong cuộc sống hơn rất là nhiều, và cháu có một cái sức khỏe tốt để học tập cũng như là làm việc, và một cái trí tuệ phát triển rất là tốt. Thì tôi nghĩ là đấy là mong muốn của tất cả các bậc phụ huynh. Theo tôi rất là nhiều năm làm công tác khám tư vấn dinh dưỡng ấy, thì tôi thấy là sai lầm đầu tiên ấy, thì cũng rất nhiều mẹ đến thì mình bảo cháu, ví dụ khám bảo là cháu thấp mấy cm chẳng hạn, thế thì bà mẹ lại cứ nói luôn là bác ơi, tại vì bố cháu cũng lùn lắm hay là em cũng thấp như thế này thì thôi, bố mẹ thấp thì phải chịu con thấp thôi. Đấy, thế là cái sai lầm thứ nhất là do cái quan điểm của quan niệm của chúng ta chưa được đúng lắm. Đúng là cái yếu tố về di truyền thì cũng rất là quan trọng, chúng ta không thể phủ nhận được yếu tố di truyền, tại vì thường là bố mẹ cao là con cái cao, ông bà cao là các cháu cũng cao, thì đấy là chúng ta không phủ nhận được. Thế nhưng mà đấy là đối với những nước đã phát triển thôi, tức là người ta đã phát triển rồi, khi là cái chế độ dinh dưỡng của người ta rất tốt rồi, thì cái yếu tố di truyền mới là cái yếu tố đóng góp quyết định để phát triển chiều cao. Nhưng mà riêng đối với những cái nước đang phát triển như chúng ta hiện nay thì cái yếu tố di truyền lại không phải là thứ yếu, mà nó chỉ đóng góp một phần thôi, bởi vì yếu tố di truyền đóng góp chỉ có hơn 20%, 23% là gen di truyền thôi. Còn lại đối với nước đang phát triển như chúng ta thì cái yếu tố dinh dưỡng mới lại là quan trọng nhất, tức là đóng góp tới 32%. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta lại cũng chưa biết đúng về cái tầm quan trọng của giấc ngủ. Đấy, tầm quan trọng giấc ngủ, bởi vì giấc ngủ làm cho em bé của chúng ta ngủ say thì cái hormone tăng trưởng nó lại tiết ra vào cái lúc tầm 10-12 giờ đêm, mà lúc bé thì đang rất là ngủ say. Thế thì hầu hết các gia đình Việt Nam của chúng ta thì nhất là ở thành phố chẳng hạn thì thường các bé rất là thức khuya. Và cái thứ ba nữa là sai lầm của các bà mẹ của chúng ta là không chú ý đến phát triển vận động cho em bé. Đúng là có rất là nhiều sai lầm của cha mẹ khiến cho việc tăng trưởng chiều cao của trẻ em bị hạn chế. Vậy bác sĩ có thể cho biết một số phương pháp phát triển chiều cao như thế nào là đúng và đủ ạ? Thế thì chúng ta đều biết là chiều cao thì nó do rất là nhiều các yếu tố quyết định. Thế như tôi đã nói thì chúng ta không thể phủ nhận được yếu tố di truyền. Yếu tố di truyền cũng rất là quan trọng, nhưng nó chỉ đóng góp có hơn 20% thôi. Thế như vậy thì coi như là cái yếu tố thứ hai để cho bé phát triển chiều cao tốt là bố mẹ phải quan tâm đến chế độ dinh dưỡng. Mà chế độ dinh dưỡng ở đây là gì? Là phải cung cấp cho cháu đầy đủ năng lượng, chất đạm, các vitamin khoáng chất, đặc biệt là các cái vitamin khoáng chất thì mới có thể giúp canxi, sắt, kẽm, magie các thứ vân vân. Thì tất cả những vitamin D, vitamin A, thế rồi gần đây thì chúng ta biết đến một cái vai trò vitamin K2 hay còn gọi là MK7 cũng rất là quan trọng để giúp cho cái việc mà hấp thu cũng như là chuyển canxi vào xương một cách tốt nhất. Đấy, thế là thứ ba nữa là chúng ta phải thay đổi cả về cái phương diện học hành của con đi nữa, phải thay đổi về cái cách sống, cách sinh hoạt. Và cái thứ ba là chúng ta phải chú trọng đến cái môn tập thể dục thể thao ở cả nhà trường cũng như gia đình. Bố mẹ dù bận rộn đến mấy, chúng ta cũng nên dành thời gian ra vui chơi cùng con khi con còn nhỏ, và khi cháu đã lớn lên một chút rồi thì chúng ta phải ưu tiên vận động và cố gắng là tạo mọi điều kiện cũng như là khuyến khích cháu tham gia chơi vận động thể dục thể thao. Như vậy thì đi ngủ đúng giờ này, tập dục thể dục thể thao và kết hợp với chế độ ăn uống nữa, thì đấy là những cái biện pháp bổ sung những cái vi chất dinh dưỡng đó, thì đấy là những cái biện pháp mà có thể giúp cho trẻ phát triển chiều cao một cách tốt nhất. Được biết là những năm gần đây thì chiều cao của trẻ em Việt Nam có cải thiện, nhưng nhìn chung thì vẫn thấp hơn so với tiêu chuẩn quốc tế. Điển hình là nam thanh niên Việt Nam thấp hơn chuẩn quốc tế là 13,1 cm, trong khi đó nữ lại thấp hơn 10,7 cm. Đây phải chăng là những hệ lụy khi tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và thấp còi ở Việt Nam vẫn rất trầm trọng, trên 30% trẻ em dưới 5 tuổi bị thấp còi? Đây là theo thông tin của Bộ Y tế tháng 12 năm 2009. Vậy chúng ta cần phải làm gì để đẩy lùi tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ, tiến tới tăng chiều cao đạt tiêu chuẩn quốc tế, thưa bác sĩ? Hiện nay theo cái thống kê điều tra về cái tình trạng dinh dưỡng trẻ em của Viện Dinh dưỡng ấy, thì cái số liệu mới nhất gần đây năm 2013 thì hiện nay là cái tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ấy, thì chỉ còn thấp, còn có dưới 20% thôi. Và đặc biệt các cái thành phố lớn như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì bây giờ
thì thậm chí còn có dưới 10%. Mà ngược lại cái tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì thì lại còn cao hơn trẻ suy dinh dưỡng. Thế nhưng mà riêng cái tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, tức là cháu thiếu chiều cao, thì hiện nay trẻ em Việt Nam của chúng ta vẫn còn gần 30% nữa. Thế cho nên tôi nghĩ là bây giờ cái giải pháp mà để chúng ta nâng cao cái tầm vóc của trẻ em Việt Nam lên thì trước hết bây giờ chúng ta phải làm sao mà tổ chức tốt cái chế độ dinh dưỡng, cải thiện cái bữa ăn dinh dưỡng cho em bé nó hợp lý, cân đối, cung cấp các cái vi chất dinh dưỡng đầy đủ cho cháu bé phát triển chiều cao. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải đưa ra những cái kiến thức để cho các bậc phụ huynh nắm được là bây giờ muốn con cao thì chúng ta cần phải bổ sung những dưỡng chất gì. Nếu như trong chế độ ăn hàng ngày mà chúng ta chưa cung cấp được đầy đủ thì chúng ta có thể bổ sung thêm các thực phẩm chức năng mà đã được khoa học chứng minh là giúp cho em bé phát triển chiều cao, đó là canxi, magie, sắt, kẽm, vitamin K2 hay còn gọi là MK7, choline, thế rồi là boron, rồi sắt, kẽ, rồi DHA các thứ. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được khá nhiều những thắc mắc của quý vị gửi về chương trình. Và sau đây sẽ là một câu hỏi đầu tiên. Con tôi năm nay 10 tuổi, cháu cao 1m25 và nặng 36kg. Cháu luôn nói với tôi rằng là cháu bị béo phì và bị lùn so với các bạn. Cháu luôn hỏi tôi là có phải là do bố mẹ không cao mà con bị thấp như vậy hay không? Bác sĩ có thể tư vấn giúp gia đình chúng tôi ạ? Đúng là hiện nay so với lứa tuổi thì con bạn là thiếu đến 13-14cm chiều cao. Nhưng mà cân nặng thì lại thừa đến 5-6 cân. Đấy, và theo tôi bây giờ giải pháp có lẽ bây giờ cháu 10 tuổi là cái giai đoạn mà nhất là bé gái thì bước vào giai đoạn cuối cùng để tăng tốc chiều cao. Cho nên là bạn cố gắng ở cái giai đoạn này thì cũng còn có thể cứu vãn được một chút. Thì bây giờ là cháu mới bắt đầu bước vào tuổi dậy thì thôi, cho nên là cái biện pháp tôi nghĩ bây giờ quan trọng nhất là bạn phải thay đổi lại cái chế độ ăn uống của cháu. Thứ hai nữa là cho cháu uống sữa thì bạn phải cho cháu uống sữa không có đường thôi. Cái thứ ba nữa là cho cháu hãy ăn rau nhiều. Thường những cháu béo phì là thường rất lười ăn rau, lại hay bị táo bón nữa, thế cho nên phải tăng cường ăn rau. Đấy là về chế độ dinh dưỡng. Cái thứ hai nữa là bạn phải tích cực vận động và tạo mọi điều kiện cho con được tham gia hoạt động các môn thể dục thể thao. Và cái thứ ba nữa là cháu phải cố gắng sắp xếp thời gian làm sao mà có thể đi ngủ được sớm, không nên thức quá 10 giờ tối. Và cuối cùng nữa thì bên cạnh cái chế độ ăn dinh dưỡng mà bạn chưa thể đáp ứng được cho cháu thì bạn có thể bổ sung thêm viên uống thực phẩm chức năng. Và hiện nay theo tôi được biết thì trên thị trường có cái viên Bitin của thực phẩm Vinh Gia là có chứa đầy đủ các cái dưỡng chất như là vitamin D3, canxi nano, sắt, kẽm, magie và đặc biệt là có MK7 là một cái chất rất là quan trọng để giúp hoạt hóa cái protein vận chuyển canxi vào xương, thì cũng có thể giúp cho bé có thể phát triển chiều cao tốt hơn. Cảm ơn câu trả lời của bác sĩ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi của bạn nam giấu tên. Cháu có hỏi, cháu là con trai, năm nay cháu 13 tuổi, cháu cao 1m45 và cháu thấy các bạn Nhật Bản hiện nay rất cao, nhiều bạn sở hữu chiều cao lý tưởng 1m8. Cháu ao ước mình có được chiều cao như các bạn. Và hiện tại cháu đang sử dụng viên uống tăng chiều cao Vitin của Vinh Gia. Xin hỏi bác sĩ là viên uống Vitin của Vinh Gia có thực sự cần thiết cho những người muốn tăng chiều cao hay không? Và liệu cháu có cao được như các bạn ở bên Nhật hay không ạ? Xin mời bác sĩ. Chào cháu. Thực ra thì với một chàng trai 14 tuổi thì nếu như mà thực ra cháu phát triển tốt thì bây giờ là cháu phải khoảng 1m gần 60 rồi đấy. Thế nhưng mà bây giờ có 1m45 thì quả thật là cháu cũng đang hơi thấp. Lứa tuổi dậy thì của các bé trai thì thường muộn hơn bé gái, tức là khoảng 13 đến 17 tuổi thôi. Thế thì cháu mới đang ở lứa tuổi 14, tức là cái lứa tuổi mà đang là cái cơ hội cuối cùng, người ta gọi là cái giai đoạn vàng để giúp cho tăng tốc chiều cao. Thế thì bên cạnh cái chế độ dinh dưỡng ăn uống hàng ngày ra rồi thì luyện tập thể dục thể thao rồi thì cháu đã uống thì uống cái viên Bitin của thực phẩm Vinh Gia. Tôi nghĩ là rất là tốt, rất là đúng đấy, bởi vì là cái viên uống này là nó chứa đầy đủ các cái vi chất dinh dưỡng cần thiết để giúp cho cháu có thể phát triển chiều cao tốt. Xin cảm ơn những lời tư vấn và những lời khuyên rất hữu ích của bác sĩ Lê Thị Hải trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, để tránh được những sai lầm trong việc tăng chiều cao và tầm vóc của trẻ em Việt Nam thì cần sự quan tâm của tất cả chúng ta. Và để khép lại chương trình ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng theo dõi những lời khuyên của chương trình đưa ra. Thứ nhất, luyện tập thể thao đều đặn. Thứ hai, ngủ đủ giấc. Thứ ba, ăn uống đầy đủ những thức ăn có chứa nhiều canxi. Thứ tư, cân bằng dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn, đảm bảo đủ dinh dưỡng và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Lựa chọn viên uống hỗ trợ và cải thiện chiều cao cho trẻ cần phải đảm bảo các thành phần sau: canxi, magie, mangan, kẽm, đồng, boron, silic có trong cỏ đuôi ngựa, chondroitin, acid folic cùng với vitamin D3, MK7 và DHA giúp phòng và hỗ trợ điều trị còi xương, suy dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe toàn diện, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, những lời khuyên vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Mọi thư từ và mọi ý kiến đóng góp, quý vị có thể gửi về địa chỉ email
khoedep@bacsitivan.vn hoặc quý vị có thể gọi điện đến số hotline 1900 1259. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.